shit regardless. Đồ uống có giá cốt thấp thứ hai quả trà, đó chính là trà sữa. Bài học hôm nay là trà sữa đá. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi mà các bạn được học những công thức đồ uống cốt thấp lại cao. Bước 1, ủ trà. Cho một tép trà Lipton vào bình lắc. Rót 120ml nước sôi vào bình lắc. Ủ trong 5 phút. Hoàn thành bước 1. Bước 2, tạo vị và làm lạnh. Bỏ tép trà. Rót 10ml đường và 20ml sữa đặc vào bình lắc. Cho 2 viên đá to vào bình lắc. Lắc bình lắc. Rót ra tốc. Hoàn thành bước 2. Bước 3, trang trí và phục vụ. Rót 60ml sữa tươi vào bình sụp sữa. Sụp bọt sữa. Rót bọt sữa lên miệng cốc. Phục vụ kèm ống hút dài. Bước 1, ủ trà. Cho một tép trà Lipton vào bình lắc. Rót 120ml nước sôi vào bình lắc. Ủ trong 5 phút.
Bước 2, tạo vị và làm lạnh. Bỏ tép trà, rót 10ml đường và 20ml sữa đặc vào bình lắc. Cho 2 viên đá, lắc bình lắc, rót ra cốc. Bước 3, trang trí và phục vụ. Rót 60ml sữa tươi vào bình sục sữa, sục bọt sữa, rót bọt sữa vào cốc. Phục vụ kèm ống hút dài.